Xin ái kính chào quý tôi tớ Chúa và tất cả các anh chị em. Hôm nay vừa rồi bài số 5 chúng ta nói về cái sự thử nghiệm của người tiên tri. Và chúng ta hôm nay qua bài thứ 6, tiên tri đối diện với những sự cám dỗ hay cạm bẫy. Cám dỗ là một cái mồi. Cạm bẫy là cái chỗ khi chúng ta bị cám dỗ, chúng ta sa vào cám dỗ và chúng ta bị cái cạm bẫy đó giữ chúng ta lại và nó nhốt chúng ta lại. Chúng ta cần cầu nguyện Chúa giờ này để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng cạm bẫy trên đời sống của chúng ta, để ngõ hầu chúng ta có thể có sự khôn ngoan cậy ơn của Chúa và biết sợ những cái sự nguy hiểm đang cài đặt trước mặt mình, là những cái điều mà quỷ đang giăng bẫy trước mặt mình. Thưa Cha, con đến với Ngài, với Ngài này trong danh của con người dẫu của Ngài là Chúa Giêsu. Và chính Chúa Giêsu dạy chúng con về sự cầu nguyện. Và trong đó có sự cầu nguyện về gìn giữ chúng con khỏi vào mưu trước của ma quỷ. Và đừng để chúng con sa vào sự cám dỗ của chúng. Để cầu nguyện bởi sự thương xót của Ngài. Bởi vì Ngài ơn kêu gọi của Ngài trên đời sống của chúng con. Xin gìn giữ cuộc đời của chúng con. Xin mở mắt chúng con rồi cho chúng con một ý chí rất là mãnh liệt để chúng con giống như là Joseph để rời xa khỏi cám dỗ. Chúng con không cho nó cơ hội nào trên đời sống của chúng con. Con cảm ơn Ngài. Thánh Linh ơi, chúng con rất cần Ngài trong giờ này. Thánh Linh ơi, chúng con biết những nguy hiểm đang vây quanh chúng con, nhất là những người tiên tri, những người bước vào trong một vụ tiên tri, những người tiên tri của Chúa. Đừng để chúng con coi thường những điều này. Và cho chúng con khôn ngoan, nhạy bén và cậy ơn của Chúa để thoát ra khỏi những cạm bẫy đang giăng và sẽ giăng trước mặt chúng con. Con cảm ơn Chúa. Sức dầu cho chúng con cũng như các tôi tớ và con dân Chúa như này. Và chúng ta cùng trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Câu hỏi chúng ta hỏi là tại sao chúng ta cần vượt qua những cám dỗ hay cạm bẫy? Cạm bẫy là cái gì? Cạm bẫy là một cái dụng cụ dùng để bắt những con mồi. Những con mồi đó có thể là những con mồi phá hoại, giống như cạm bẫy người ta dùng để bắt chuột hay là này, này nọ, hoặc cạm bẫy dùng để bắt những con mồi để mà cái người thợ săn ăn thịt. Nếu chúng ta không biết, không để ý đó, thì luôn luôn người thợ săn giăng bẫy hay là người đặt cái bẫy luôn luôn miếng mồi nó rất là ngon. Cái cạm bẫy luôn luôn là nơi mà dường như không ai để ý. Cái cạm bẫy là cái chỗ mà cái thói quen thường người ta đi trên con đường đó, con người ta lọt vào đó. Ví dụ như họ nhìn thấy dấu chân của con cọp, nhìn thấy dấu chân của con nào đó, thì họ biết con đường đó là con thú đi ngang qua và họ đặt cái cạm bẫy cho đó. Có nghĩa là đời sống của chúng ta, nếu chúng ta đi thích thường xuyên những cái điều gì đó, chúng ta thích làm những công việc nào đó và công việc đó không phải ý của Chúa, thì chính chúng ta đang chuẩn bị để lọt vào trong cạm bẫy đó. Và bởi vì như vậy, chúng ta cần phải biết rằng cạm bẫy đóng một vai trò rất là nguy hiểm, mà đó là một cái vũ khí rất là thành công của Satan. Và đã có rất là nhiều người vĩ đại đã chết non trong thuyết phục. Những siêu sao đã ngã xuống. Những người có những tiềm năng rất lớn đã lọt vào trong cạm bẫy này. Hãy tưởng tượng một người giống như là dân Judas Iscariot. Ông có tiềm năng, ông được tin cậy để giao giữ tài chánh của Chúa, phục vụ của Chúa Giêsu. Ông được bên cạnh Chúa Giêsu thấy những phép lạ lớn lao mà Chúa Giêsu đã làm. Ông có cơ hội để trở thành một nhà tiên tri hay là một sứ đồ vĩ đại. Nhưng mà đáng tiếc, những cái cạm bẫy từng lúc ông đã lấy những cái số tiền mà người ta dâng hiến lên cho công việc của Chúa Giêsu và ông lén lấy, và cuối cùng ông không thoát ra được. Ông phải bán Chúa Giêsu, ông treo cổ tự tử chết. Cho nên cạm bẫy là một cái gì đó mà nếu chúng ta không
tưởng tượng được, chúng ta không suy nghĩ là cạm bẫy là cái gì. Cạm bẫy dùng để bẫy những ai thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành một cái mồi rất là ngon. Chúng ta nên biết rằng cái những người mà thợ săn chuyên nghiệp và họ săn không phải chỉ con thú thường, họ săn những con thú mà có cái tính là đặc biệt, những con thú hiếm có, những con thú có những cái sừng rất là to, giống như là những con tê giác, những con giống như là con voi có ngà rất là dài, những con nai rất là to, có những cái dạng nai rất là to lớn. Để làm gì? Sau khi nó cạm bẫy, nó núp, nó bắn những con thú mà đi trên những con đường đó, thì chuyện gì xảy ra? Nó cắt, nó giết con thú đó sao không, nó lột da để triển lãm, nó cắt đầu và nó treo lên để triển lãm. Cho nên đó tại sao chúng ta thấy những tôi tớ của Chúa, những người được ơn, những người nổi tiếng, khi mà sa ngã cả thế giới đều biết, mạng xã hội và tất cả mọi nơi đều biết rồi. Và mạng xã hội, những cái thông tin, những đài truyền thông nó dùng cái này để mà nêu ra cái sự thất bại, sự sa ngã của người của Đức Chúa Trời. Do đó khi chúng ta học cái bài học này, tôi ước ao và nhắc nhở chính mình cũng như nhắc nhở tất cả anh chị em, cạm bẫy rất là nguy hiểm. Trên những cạm bẫy nó bao gồm những cái bẫy để gài sẵn để mà chúng ta lọt vào, nhưng mà cũng có thể là những con người thợ săn đang rình chúng ta và chuẩn bị chỉ một viên đạn thôi, một viên đạn thôi là cái như là xong. Cho nên những người thợ săn họ rất là nhẫn nại để nó bắt con thú mà không muốn bắt. Và ma quỷ là một trong những cái khả năng của nó là sự nhẫn nại của nó. Chúng ta không bao giờ tưởng tượng nó sự nhẫn nại của Satan đến bao nhiêu, nhưng mà chúng ta biết là những sự nhẫn nại của nó đã chiến thắng rất nhiều tội tớ của Chúa. Nó nghiên cứu người đó từ đời này sang đời kia, nó biết những điểm yếu của người đó, nó biết những cái, nó cài đặt những cái cho chúng ta, cho những chúng ta và những người đầy tớ của Chúa những cái sở thích nào đó, và để từ từ chúng ta ngậm nhấm những món ngon màu đó cho đến khi chúng ta nuốt món màu đó vô là kể như chúng ta đã sống. Và cho nên cầu nguyện Chúa đừng để chúng ta trở thành một cái con mồi, giống như một con thú bị ăn thịt, lột da, cắt đầu, lấy sừng để làm tiền đạo. Hãy nhớ đến Samson là một người mạnh sức, những người Chúa khi mà Chúa đổ thần của Ngài trên ông với một hàm lừa, ông đã giết 1.000 người Philistin. Nhưng mà khi mà ông lọt vào cạm bẫy của người Philistin và bởi cô gái thì đi là, thì chúng ta biết chuyện gì sao? Họ đem ông làm những công việc rất là nhục nhã, và đồng thời cho ông đứng giữa ở trong tất cả nơi mà cái hội đường của họ và làm trò trực cười cho thiên hạ. Cho nên khi ít khi mà chúng ta giảng trong hội thánh hay là chúng ta chia sẻ trong lãnh đạo, ít khi chúng ta nói đến điều này. Nhưng mà bởi vì đây là một cái bài liên hệ đến tiên tri, và tiên tri là những người mà là những vũ khí sắc bén của Chúa đã dùng. Cho nên chúng ta cần phải hiểu những cái cạm bẫy này. Và cầu xin Chúa bởi ơn thương xót của Ngài cho chúng ta nhìn thấy. Chúa thấy gì đoạn 2 câu 24 26 thế này: Tôi tới Chúa không nên tranh chấp nhưng phải đối xử hòa nhã với mọi người. Và có khả năng dạy dỗ, biết nhịn nhục và mềm mại sửa dạy những kẻ chống đối. Ở đây chúng ta nói rằng là Chúa, lời Chúa là Phaolô dạy cho Timôthê cách mà đối xử với người chống đối. Mong rằng Đức Chúa Trời ban cho những người chống đối này có lòng ăn năn sám hối để nhận biết chân lấy chân lý, và những người chống đối này tỉnh ngộ thoát khỏi cạm bẫy ma quỷ đã dùng để giam giữ và bắt họ làm theo ý nó. Như vậy cho chúng ta thấy rằng Satan giăng cạm bẫy của sự nổi loạn, giăng cạm bẫy chống đối những người lãnh đạo hội thánh,
để rồi những này người này lọt vào cạm bẫy của ma quỷ và bởi bị Satan bắt giam giữ và bắt những người này làm theo ý của nó. Cho nên khi nhà tiên tri mà sa vào cám dỗ hay bất cứ ai chúng ta sa vào cám dỗ của Chúa, sa vào cám dỗ có nghĩa là chúng ta sa vào cạm bẫy của Satan. Và Chúa Giêsu đã dạy chúng ta bài cầu nguyện mà chúng ta thường và trong bài cầu nguyện chung chúng ta rất là cầu nguyện nhưng mà chúng ta ít có để ý. Ở trong ba chương đoạn 6 câu 13 thế này: Xin đừng để chúng con sa vào trước cám dỗ. Xin đừng để chúng con sa vào trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi kẻ ác. Như vậy sa vào trước cám dỗ và cứu kẻ ác là chỉ một cầu thôi. Là kẻ ác này là ai? Là Satan. Và trong Văn Nhất đoạn 5 câu 16 câu 17 nói đến những cơ đốc nhân khi mà họ phạm tội thì có tội không đưa đến sự chết cũng có tội đưa đến sự chết. Văn Nhất đoạn 5 câu 16 17: Nếu ai thấy anh chị em mình phạm một tội không đưa đến sự chết thì người ấy cầu nguyện và Đức Chúa Trời ban cho người sự sống. Tôi nói đến những người mà tội không đưa đến sự chết là có nghĩa là bị đau yếu, bị bệnh tật hay bị cái điều gì đó cũng có tội đưa đến sự chết. Tôi không nói anh chị em phải cầu nguyện về tội đó, mọi sự bất chính đều là tội, nhưng có loại tội không dẫn đến sự chết. Như là tất cả nếu mà chúng ta giữ tất cả những cái tội lỗi này và chúng ta sẽ dẫn đến sự chết, giống như Samson, giống như là Saul, giống như là Hanania, giống như là Judas, những người này dẫn đến sự chết. Văn Nhất đoạn 5 câu 18 câu 9 là câu kế tiếp của văn đoạn 15 câu đoạn 5 câu 6 17 nói tiếp thế này: Chúng ta biết rằng ai sinh ra bởi Đức Chúa Trời thì không tiếp tục phạm tội. Người sinh ra bởi Đức Chúa Trời giữ mình an toàn và ma quỷ không đụng đến người được. Như vậy có nghĩa là khi chúng ta phạm tội, bất cứ điều gì mà bất chính là có tội. Và trong những tội mà chúng ta phạm đó, có loại tội dẫn đến sự chết và có loại tội không dẫn đến sự chết. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta tiếp tục phạm tội, tiếp tục sống trong cái sự cám dỗ và bị giống như là giam mình trong sự cám dỗ. Và chúng ta không có thể làm cho mình an toàn và Đức Chúa Trời không bảo vệ chúng ta được. Câu 19 người sinh ra bởi câu 18 19 bởi Đức Chúa Trời giữ mình an toàn, ma quỷ không đụng đến người được. Chúng ta biết rằng ta là con dân, chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời và cả thế gian này nằm trong sự kiểm soát của ma quỷ. Như vậy khi chúng ta phạm tội, chúng ta ở trong sự kiểm soát của ma quỷ. Và sứ đồ Phaolô đã nói trong hội thánh Corinto, trong câu tôn nhất là 11, trong cái khi dự tiệc thánh hôm nay có những tín đồ mà tại hành hội thánh Corinto đau yếu, bệnh tật và một số chết. Câu tôn nhất là 11 câu 27 28 thế này: Vì thế ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách không xứng đáng sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Mỗi người nên xét chính mình khi ăn bánh và uống chén này. Người nào ăn và uống mà không phân biệt thân Chúa, tức là ăn uống sự phán xét cho mình. Có nghĩa là khi chúng ta dự tiệc thánh mà chúng ta không tra xét đời sống của chúng ta và chúng ta vẫn giống như là dùi mài ở trong trong tội lỗi thì chúng ta ăn uống sự phán xét cho chính mình. Vì vậy trong anh em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và một số chết. Nếu chúng ta tự xét mình, chúng ta sẽ không bị đoán xét. Nhưng khi chúng ta bị đoán xét để sửa phạt, chúng ta sẽ bị hình phạt chung với thế gian. Có nghĩa là nãy chúng ta nói đến chúng ta tiếp tục đi trong xa vào trước cám dỗ và nuôi mình sống trong sự cám dỗ và trong tội lỗi đó, thì chúng ta không ở trong sự bảo vệ của Chúa, không sự an toàn của Chúa và chúng ta sẽ bị Chúa đoán xét. Và trong sự đoán xét đó nó bao gồm có chúng ta bị bệnh tật hay là bị thậm chí chết. Và chúng ta Chúa sẽ đoán xét chúng ta giống như hình phạt và ngày trừng phạt chúng ta giống như những người trong thế gian. Và cho nên chúng ta hôm nay chúng ta sẽ đối đến một số cạm bẫy của các nhà tiên tri có thể vướng vào và chúng ta sẽ nói đến cạm bẫy của sự kiêu ngạo. À,
sự kiêu ngạo của một người nói tiên tri và cái người đi trong tự tiên tri rất là khá đặc biệt. Và tôi thấy điều này rất là phổ thông. Và chính mình cũng lắm khi bị cám dỗ bởi những điều này. Chúng ta nhớ rằng là khi mà chúng ta nói tiên tri đó, đừng nghĩ mình là người tiên tri hơn người khác. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tiên tri chỉ biết một phần thôi. Câu thứ nhất là 13 câu 9. Chúng ta nói tiên tri chỉ biết một phần thôi, không phải Chúa cho chúng ta tất cả. Cho nên đừng bao giờ cho mình biết tất cả mọi thứ rồi chúng ta tự tôn cao mình lên và coi mình hơn người khác, mình đặc biệt hơn người khác. Và đến chỗ nào mình mong muốn người khác tôn trọng mình. Và có một sự cám dỗ về cái sự mặc khải tiên tri, đó là gì? Chúng ta nói được cái sự quyền nhiệm của Chúa mà không mấy người biết, thậm chí mục sư cũng không biết nữa. Và đó thậm chí những người mà có cái chức vụ mà cao, có thể mà nói ngay cả hội trưởng hay những người nào đó mà chức vụ cao, họ không có sự mặc khải tiên tri giống chúng ta, và do đó chúng ta dễ dàng chúng ta thấy mình hơn cái người khác, hơn cái những người đang chức vụ cao. Nhưng mà chúng ta nhớ, chúng ta đã học cái bài học là Kinh Thánh Phaolô nói rằng ai cũng có thể nói tiên tri được cả. Cho nên cái mức độ mà tiên tri mà chúng ta nói mà cho người khác, nó đem gây dựng khích lệ an ủi cho người đó, gây dựng hội thánh của Chúa. Nhưng mà để trở thành tiên tri mà chức vụ tiên tri á, thì nó khác. Và nếu như chúng ta không học hạ mình khi chúng ta sử dụng ân tứ tiên tri, thì mai mốt khó có thể nào chúng ta trở thành nhà tiên tri. Và dẫu có thể chúng trở thành nhà tiên tri, chúng ta sẽ dễ dàng là cái người ngã quỵ rất là nhanh chóng. Bởi vì Đức Chúa đã chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Và nếu chúng ta không coi cái điều này quan trọng, cho nên chúng ta tưởng mình đứng vững, tưởng mình là tiên tri, mình nói này mình không không bao giờ ngã. Tôi quen có người bà nói với tôi phê bình người khác nổi loạn, phê bình người khác không vâng phục lãnh đạo, nhưng mà họ là xa vào trong cái chỗ đó. Chính họ nói phê bình người khác, chính họ lọt vào trong cái chỗ đó mà họ không 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 nhận thấy, và nói họ không nghe. Cho nên Chúa nói trong châm ngôn đoạn 10 câu 13 là Ngài ghét kiêu ngạo tự cao. Chúa ghét kiêu ngạo tự cao. Châm ngôn đoạn 16 câu 18, kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt, tự cao đi trước sự ca ngã, sa ngã. Khi kiêu ngạo đến, nhục nhã cũng đến, nhưng sự khôn ngoan đến với người khiêm nhường. Như vậy, một trong cái chìa khóa cho chúng ta để chúng ta tránh xa cái sự kiêu ngạo, đó là sự khôn ngoan bằng cách là khiêm nhường. Người tự cao sẽ bị hạ thấp, nhưng người khiêm nhường sẽ được tôn trọng. Châm ngôn nhất châm ngôn Châm ngôn nhất đoạn 15 câu 22, vì phản nghịch khác nào tội bói toán, kiêu ngạo khác nào tội thờ hình tượng. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng đối với Chúa, kiêu ngạo nó tương đương với tội thờ hình tượng. Cho nên đừng đừng cho rằng là ô kiêu ngạo chẳng là gì cả, tự cao chẳng có là gì cả. Nhưng mà đối với Chúa đó, mức độ mà Chúa kể nó đó là kiêu ngạo khác nào tội thờ thần tượng. Và câu này nói cho ai? Câu này nói cho vua Saul. Và Chúa đã bỏ trong ngôn đoạn 16 câu 5, mọi tấm lòng tự cao. Tự cao ở đây có nghĩa là nghĩ mình hơn người khác. Mình nhìn mình thấy ai cũng không bằng mình hết. Điều ghê tởm đối với Chúa, chắc chắn chúng sẽ không tránh khỏi hình phạt. Cho nên trở thành một nhà tiên tri, chúng ta tránh xa tìm kiếm cái sự khen ngợi của con người, bởi vì đây là cái bẫy kiêu ngạo vô cùng nguy hiểm. Có rất nhiều người bị mắc bẫy và chết vì nó. Cho nên chúng ta có nói tiên tri gì hay là trong ân tứ mặc khải của Chúa cho chúng ta, để chúng ta đem đến một điều gì đó, bứt phá cho người nào đó, một cái điều gì cho người khác, chúng ta phải luôn luôn, bất cứ điều gì, chúng ta dâng sự vinh hiển cho Chúa. Chúng ta biết cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta còn sống, cho nó là cơ hội để được phục vụ Ngài. Đó là một ân huệ lớn mà Chúa gọi chúng ta. Patrick Van Zee, ông nói cái này, lời ngợi khen của con người mang theo ba cái bẫy. Thứ nhất đó là niềm tự hào, thứ hai là sự an toàn giả tạo, có nghĩa là cảm thấy ô mình nói xong mình cảm thấy mình cảm thấy mình bình an, mình cảm thấy mình giống như mình ngon lành lắm, mà mình cảm thấy mình đặc biệt.
Cho nên và thứ ba nó trở nên nghiện ngập. Chúng ta có biết là sự kiêu ngạo nó khiến chúng ta nghiền không? Có nhiều, nhiều người họ nghiền khen họ. Có nhiều người họ nghiền kể lại những chuyện quá khứ, những chuyện thành công của họ. Họ nghiền cái chuyện đó. Lúc nào cũng kể hết đó. Và nó là một cặp vậy rất là nguy hiểm. Lấy vinh quang của bản thân và không thừa nhận Đức Chúa Trời. Dựa vào những gì tôi có thể làm được là vướng vào cảm giác sai lầm về giá trị bản thân. Nghiện thêm lời khen ngợi. Sự ngợi khen dành cho Chúa là chân lý và bất diệt. Xin Chúa giúp chúng ta tránh được cái điều này. Cạm bẫy thứ hai đó là cạm bẫy của sự nổi loạn. Chúng ta có nói sơ qua cái điều này trước đây. Gốc rễ của sự nổi loạn là sự kiêu ngạo. Là bởi vì chúng ta là những người mà có thể nghe được tiếng Chúa, chúng ta là những người mà nhạy bén với tiếng của Chúa và đi trong sự dẫn dắt Thánh Linh, và cái người lãnh đạo chúng ta, cái người mục sư của mà chúng ta phục vụ dưới ông hoặc là với bà mục sư, chúng ta sẽ dễ dàng thấy là mình hơn người đó. Nhưng mà hãy nhớ một điều, Chúa trao hội thánh từ người đó cho mà trao chúng ta. Cái người đó chịu trách nhiệm với Chúa về hội thánh mà Chúa giao cho họ, không phải chúng ta. Cho nên đừng bao giờ cho rằng là cái tiếng nói của chúng ta là quan trọng. Chúa có thể cho chúng ta cái tiếng nói để chúng ta góp ý với người lãnh đạo, với mục sư của mình. Nhưng mà nếu người mục sư đó không chấp nhận cái tiếng nói, khước từ cái tiếng nói của chúng ta đó, mà Chúa cho chúng ta để nói đó, thì họ chịu trách nhiệm cho bằng Chúa, không phải chúng ta. Cũng giống như ACGN nói cho chúng ta biết là nếu mà một người nào đó phạm tội thì chúng ta đến, chúng ta nói cho người biết, và nếu người đó vâng lời, người đó sẽ thoát khỏi cạm bẫy. Còn nếu người không nghe lời thì người đó bị phạt, mà chúng ta sẽ không bị mắc tội. Nhưng mà chúng ta không nói thì chúng ta mắc tội, máu của họ sẽ đổ trên đầu, máu vô tội họ sẽ đổ trên đầu chúng ta. Cho nên nhiệm vụ chúng ta nói cho họ, nhiệm vụ chúng ta là quyết định, nhiệm vụ chúng ta là sứ giả của Chúa. Chúng ta đem cái bao thơ, chúng ta là người đưa thơ đó, chúng ta cầm cái lá thơ, cái lá thơ chúng ta đưa cho một người nào đó, hay món quà chúng ta đưa người đó, ở trong đó Chúa đựng cái gì, cái chuyện mà xử lý không phải của chúng ta. Cho nên có những người tiên tri dễ dàng họ nổi loạn, lý do tại sao cái sứ điệp họ đi, nghĩ họ quan trọng quá mà người kia không làm gì cả, và họ đâm ra coi thường cái người đó, và chúng ta phải tránh cái điều này. Roma đoạn 13 câu 1 câu 2, mỗi người phải phục tùng các nhà cầm quyền trên mình. Vì không có thẩm quyền nào không do Đức Chúa Trời đặt ra, và các nhà cầm quyền hiện có đều do Ngài thiết lập. Cho nên ai chống lại thẩm quyền là chống lại mạng lệnh Đức Chúa Trời. Những người chống nghịch ấy sẽ rước lấy hình phạt cho mình. Đó là điều mà chúng ta chắc chắn Chúa nói với chúng ta. Và chúng ta tiêu thứ nhì đoạn 2 câu 24, 26. Hồi nãy chúng ta nói chúng ta lọt vào cạm bẫy của ma quỷ. Và ma quỷ sẽ bắt chúng ta, giam giữ chúng ta. Và nó muốn chúng làm theo ý của nó. Muốn chúng ta làm gì, chúng ta sẽ làm cái điều đó. Và chúng ta không thể nào thoát ra được. Kinh Thánh cho chúng ta biết về cái đảng Cô-rê-na-thang và A-bi-ram. Họ là những người xuất sự. Họ nổi lên chống nghịch lại cùng Mô-xe. Và chúng ta thấy điều gì đã xảy ra. Họ nổi lên, họ chống nghịch lại Mô-xe và A-rôn. Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết như thế này. Mô-xe nói, Chúa kêu Mô-xe và ông nói này: nhờ việc này các ngươi sẽ biết Chúa đã sai ta thực hiện công tác đó, chứ không phải ý riêng của ta. Tất nhiên là Mô-xe làm cái điều gì đó họ không đồng ý, họ chống đối lại Mô-xe. Và Mô-xe nói này: nếu những kẻ đó chết cách thường tình, chỉ gặp những điều xảy ra cho con người, thì Chúa không sai ta. Nhưng nếu Chúa là một việc hoàn toàn mới lạ, nếu đất hả miệng ra nuốt họ với tất cả những gì thuộc về họ, và họ còn sống mà xuống đáy mồ, thì các ngươi sẽ biết rằng những kẻ này khinh dễ Chúa. Như vậy Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta nổi loạn với cái người lãnh đạo, hay là những người đảng Cô-rê-na-thang, Abiram với Ôn, mấy người này đó xuất sự nổi lên cùng Mô-xe đó, chống lại Mô-xe đó, là họ khinh dễ ai? Khinh dễ Chúa, không phải là Mô-xe. Ông vừa nói xong những lời đó, đất dưới chân họ liền nứt ra, đất hạ miệng nuốt chửng họ với gia đình họ và tất cả những người theo Cô-rê và tài sản họ. Tôi xin thưa với chúng ta rằng trong chức vụ của tôi để ý, tôi thấy những người nổi loạn thường họ bệnh những căn bệnh rất ngặt nghèo.
Tôi thấy những con người đi ra ngoài hội thánh này phê bình một sự kia, đi vào phê bình con cái của họ xém chích thuộc mấy lần, và họ bị bệnh phải vô nhà thương cấp cứu nhiều lần. Cho nên khi mà chúng ta nổi loạn, chúng ta phê bình, ta hạ thấp những người tôi tớ của Chúa, có nghĩa là gì? Chúng ta đang khinh dễ Chúa, và Chúa sẽ không dễ dãi với chúng ta đâu. Chúa không dễ dãi với gia đình của chúng ta đâu. Cho nên nếu mà ai trong chúng ta đi trong ân tứ tiên tri ngày hôm nay, và chúng ta nhìn lại đời sống của mình có những người mà mình nổi loạn, mình chống đối chồng, cha mẹ vợ, cha mẹ ruột của mình, mục sư, lãnh đạo, những người nào mà chúng ta thường thường hay nói xấu, nói hành họ, nếu chúng ta muốn đời sống an toàn, nên xin lỗi họ đi, đến là hòa nhỏ đi. Mục sư Benny có kể lại một câu chuyện rằng một ngày kia có một ông mục sư đó đến gặp ông và quỳ dưới chân ông và xin lỗi, và xin ông tha thứ cho tôi. Mục sư Benny nói xin lỗi cái chuyện gì? Và anh ta, ông mục sư này, ông nói rằng tôi không thích cách của mục sư làm việc, là tôi ra ngoài tôi phê phán, tôi nói điều này trong hội thánh, tôi nói điều này trong kia, và tất cả những gì tôi làm thất bại hết, và mỗi sự tôi làm trước đây thành công, bây giờ nó tất cả mọi sự nó sai trật hết, nó thất bại hết. Và tôi không biết điều gì xảy ra, tại sao chuyện xảy ra, và tôi phải cầu nguyện hỏi Chúa chuyện gì xảy ra, và Chúa chỉ cho tôi biết là tôi đã nói hành một sự bệnh hiểm, và Chúa dạy tôi còn hãy đến làm quà và xin lỗi để tớ của ta. Cho nên người tôi tớ của Chúa mà họ có làm gì sai đó, chúng ta hãy nhớ rằng khi mà Chúa xử phạt đầy tớ của Chúa, ngài xử phạt không nhẹ, ngài xử phạt này họ nặng hơn là ngài xử phạt cái người thường, giống như trường hợp những nước gia đình của Heli đó, những đứa con của Heli là Hophni và Phinehas đó, và dòng dõi của họ đó, Chúa sẽ không như nương tay với những người đó tôi tớ của ngài. Nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta đó là gì? Nếu mà họ có điều gì sai, cầu nguyện góp ý vào, nhưng mà đừng bao giờ đụng đến họ. Cái tiếp là chúng ta nói cạm bẫy thứ ba, đó là cạm bẫy của sự so sánh và ganh tị. Có một cái cám dỗ để chúng ta so sánh mình. Tôi giữa trong lớp tiên tri của chúng ta ở tại đây, cái người này nói tiên tri nhiều, người kia nói tiên tri ít hơn, tôi nói tiên tri giỏi hơn người này, tôi nói tiên tri tôi đến sau nhưng tôi giỏi hơn. Làm ơn nha, nha, làm ơn đừng bao giờ để những cái cạm bẫy này, những cái tư tưởng này ở trong tâm trí chúng ta, dụ nó một thoáng. Tại sao tôi nói điều này nó quan trọng? Đừng bao giờ đem chính mình so sánh mình với người khác. Đừng bao giờ để coi những bài viết của mình hay là bài giảng của mình mà có nhiều người like hay là ít người like, cái chuyện đó không quan trọng. Chúng ta đừng bao giờ để những cái đó là những cái ấn tượng và cảm thấy mình kiêu hãnh, rồi mình so sánh mình với người khác, bởi vì khoe khoang, ganh tị, so sánh người khác, ganh đua người khác, đó là gốc rễ của sự kiêu ngạo. Chúng ta thấy không, từ buổi sáng thế Adam về Eva đã so sánh mình muốn bằng Đức Chúa Trời, và dân khẩu vừa đen lên. Satan muốn mình bằng Đức Chúa Trời cũng dân ra khỏi vừa đen. Aaron và Miriam so sánh mình với Moses là em của mình. Họ thấy Moses quá nổi bật, họ giống như mặt trăng, còn mình giống như là đom đóm. Họ là anh chị, là người giúp đỡ chăm sóc Moses, giống như là Miriam là cái người mà đem Moses bỏ trong cái thúng và đưa ông đến cho công chúa Pharaoh, công chúa mà của Ai Cập. Ông nghĩ, bà nghĩ, cái tôi nghĩ là mình có công. Moses sở dĩ được hôm nay là nhờ tôi giúp đỡ. Cho nên khi Moses lấy người phụ nữ Cúc, gọi là cái người Ethiopia đó, và họ lầm bầm, họ nói hành, cái chuyện trong nhà trở thành cái chuyện mà cộng đồng nói cho ngoài, và họ đi so sánh mình với Moses và trước dân sự của Chúa. Kinh Thánh ghi thế này: Miriam và Aaron nói hành Moses vì người vợ quê ở xứ Cúc mà Moses đã cưới, vì Moses đã cưới bà này làm vợ. Hai người nói, không lẽ Chúa chỉ phán dạy qua một mình Moses mà thôi sao? Ngài không dùng chúng ta để phán dạy sao? Chúa nghe lời đó. Chúa nghe lời đó. Cơn thịnh nộ của Chúa nổi phừng với Aaron và Miriam. Chúa kêu họ đến và Ngài nói chuyện với họ, và Ngài nổi phừng lên và Ngài rời đi. Thì khi trụ mây cất lên khỏi trại, thì Miriam bị phun trắng như tuyết.
Aaron quay lại nhìn Miriam, thấy bà đã mất định phương. Xin thưa với chúng ta rằng đây là một cái cạm bẫy, nó rất là ai hầu Chúa chúng ta nên nên chú ý cái này. Một câu chuyện khác nữa mà chúng ta thấy đó là các phụ nữ hát với nhau, đối đáp với nhau ở trong Sa-bên nhất đoạn 18 câu 7 câu 9 câu 9. Sao-lơ giết hàng ngàn, David giết hàng vạn. Lời hát này không vừa ý vua Sa-lơ. Vua giận lắm, nhủ thầm: họ khen David giết hàng được hàng vạn, còn ta chỉ có hàng ngàn thôi. Nó chỉ thiếu một ngôi vua mà thôi. Rồi ông suy nghĩ trong đầu, ông so sánh, ông suy nghĩ trong đầu. Từ ngày ấy trở đi, vua Sa-lơ nhìn David với cặp mắt nghi kỵ. Bắt đầu câu 10. Ngày hôm sau, Đức Chúa Trời để cho ác thần nhập vào vua Sa-lơ. Vua nói như lời lảm nhảm trong nhà như người khùng. Như vậy trong thánh cho chúng ta biết ở đây là gì? Cái sự ganh tị đã khiến cho ác thần nhập vào vua Sa-lơ. Chúng ta thấy quan trọng không? Cho nên cái người tiên tri mà chúng ta so sánh mình với người khác mà ác thần, linh ác thần nó đến với chúng, đời sống của chúng ta đó, thì cái linh mà bói khoa đó, linh đồng bóng đó, sẽ nói tiên tri chứ không phải là Chúa dùng chúng ta để nói. Bởi vì cái đời sống của cái người đó đã bị ma quỷ kiểm soát. Châm ngôn 16 câu 28: kẻ gieo điều tà, kẻ gian tà gieo điều tranh chấp, nhưng nói xấu phân rẽ bạn thân. Cho nên nếu mà chúng ta có những người mà họ so sánh với chúng ta, ganh tị chúng ta, cứ để im đi. Chúa kêu họ giống như ngài kêu Aaron với Miriam, là Chúa đến kêu họ, Chúa xử họ. Chúng ta giữ mình ở gần gũi với Chúa để Chúa đồng công với mình, Chúa làm việc với mình. Một người bạn tiên tri của tôi nói với tôi thế này đó: lúc ông bắt đầu khởi sự hầu Chúa, có nhiều người đến và phê bình ông, nói này nói kia ông, họ chỉ trích ông, nói hành ông, phê phán ông đằng sau lưng. Và ông nói rằng bây giờ tôi không thấy người đó đâu, mất tiêu rồi, không còn thấy và không còn nghe tên những người đó luôn. Cho nên hãy cẩn thận, đừng so sánh, đừng đừng đem những người đầy tớ của Chúa đi ra và nói hành người họ. Cho nên có những mối quan hệ trong hội thánh, những cái chức vụ tiên tri và trở thành, tôi muốn giải thích cho chúng ta, nếu anh chị em chúng ta học cái môn tiên tri này, để giúp có những người mục sư họ ganh tị với những mục sư khác, ganh tị về hội thánh, ganh tị về chức vụ, ganh tị về những cái gì người kia có. Và điều này vẫn có thể xảy ra giữa dòng tiên tri. Và khi chúng ta làm điều này, chúng ta làm cho thân thể của Đấng Christ bị suy yếu, bị tê liệt. Cạm bẫy thứ tư là cạm bẫy về về danh vọng và quyền lực. Tìm kiếm danh vọng và quyền lực là sự kiêu ngạo. Ngày nay có một số tiên tri gọi là siêu sao, được rất nhiều người tung hô. Họ còn nhiều khi họ nổi hơn cả những siêu sao Hollywood nữa. Họ nói tiên tri, họ thu hút nhiều người, họ đi những cái xe thật là đắt tiền, họ có những chiếc máy bay jet riêng của họ. Và những lần nào họ tổ chức giống như là những đại nhạc hội, những buổi trình diễn ở sân vận động vậy. Và đây là một điều không có lành mạnh. Đây là điều không có lành mạnh. Tôi đồng ý lời Chúa dạy cho chúng ta những gì tốt nhất chúng ta nên dâng cho các tôi tớ của Chúa. Giống như người đàn bà Sunem, cái gì tốt nhất bà có, bà dâng cho tôi tớ của Chúa. Nhưng mà chúng ta là cái người mà được người khác đến giúp đỡ chúng ta, người đó chúc phước cho chúng ta đó. Chúng ta học sống một đời sống giản dị. Sống đời sống mà đừng có xa hoa, bởi vì cái sự xa hoa sẽ là một cái cạm bẫy cho chúng ta và nó rất là nguy hiểm cho đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ nuôi mình bằng xác thịt.
Và chúng ta cảm thấy chúng ta không cần Chúa nữa, bởi vì chúng ta có đủ tất cả mọi thứ. Khi mà đời sống của chúng ta tìm kiếm danh vọng và quyền lực ở bên ngoài, những gì mà nổi ở bên ngoài, có ngày hôm nay có rất nhiều người tôi tớ của Chúa, và họ đi vào cái chỗ họ chứng minh đời sống của họ bằng những cái túi bốt mắc tiền, bằng những cái đồ hiệu, những cái gì mà rất là xa hoa. Chúng ta phải tránh, chúng ta phải tránh. Có những khi có những người mà họ chúc phước cho chúng ta một cái số điều nào đó, chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa, bởi vì đó có thể là một cám dỗ, có thể một thử thách mà Chúa đưa đến chúng ta. Có một lần kia tôi, bởi vì tôi hứa với Chúa là tôi khi nào nhà thờ tôi xây, tôi có một nơi cho Chúa, thì lúc đó tôi mới mua nhà riêng. Và tôi hứa với Chúa điều này. Và có lần ba tôi nói với tôi rằng con mua lại cái nhà của ba mẹ, con chỉ cần trả thêm tiền để có nhà này. Và tôi bị cám dỗ để lấy lại cái căn nhà mà của ba mẹ mà mình mới xây, và mẹ tôi đã mất, và cái mẹ nhà mẹ tôi thích cái căn nhà này, và chính bà bỏ rất nhiều thời gian để mà xây căn nhà lên từng phòng, và tính toán rất là tốn thời gian. Tôi cám dỗ để lấy, nhưng mà tôi nhớ là hứa của chúng tôi không. Còn một lần kia nữa, có một người đến nói tôi là một sư phong, tôi có căn nhà tôi gửi tặng cho một sư đó. Tôi từ chối. Tôi nói đây, tôi không phải nói là để mình khoe, làm chứng để khoe gì cho chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta đi theo Chúa, có những khi chúng ta cần phải giữ mình khỏi những cái sự xa hoa, giữ mình khỏi những cái để mình là cái người mà giữ cái lời hứa mình với Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta điều này. Chúng ta nhìn thấy câu chuyện mà về cây vả nó xanh tươi bên ngoài. Thì cây vả có một điểm đặc biệt là khi nào nó có trái thì lá ngoài nó rất là xanh. Và khi Chúa Giêsu nhìn thấy cây vả nó lá rất là xanh, và nó khi Ngài đến gần nó thì nó không có trái. Chúa rủa cây vả đó. Và nó khô héo và nó chết. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta là những người tôi tớ của Chúa, những người học về Chúa, có hai điều. Có một tôi tớ của Chúa mà kỳ rồi có làm chứng ở trong Zoom của chúng ta vừa rồi, tôi có đến nói tiên tri với người đó, và tôi đã gửi bao thơ cho mục sư đó và những người mà họ đi đến dự chương trình cầu nguyện ở Đông Nam Á. Tôi gửi bao thư cho người đó, và Chúa đặt lòng tôi gửi tặng một thư, và mục sư này ông nhận. Và anh nói là sợ mình giống như mình lọt vào cạm bẫy tiền bạc, là không có nhận. Rồi là tôi nói không, tôi nhìn mặt của tôi giống như tôi căng thẳng như người đó, và giống như là vỡ trách trong cái sự lời của Chúa. Và tôi nói rằng khi Chúa muốn chúc phước cho người này đó, là có nghĩa là Chúa muốn chúc phước lại cho người kia, và nếu mình không nhận, người kia không được phước. Và mình cần phải khiêm nhường để mình nhận khi người khác gửi tặng mình cái điều gì. Và sau đó người đó nhận xong rồi trả lại cho tôi. Tôi nói không có làm chuyện đó được. Rồi sau đó tôi cảm ơn Chúa. Rồi sau đó thì cái mục sư này làm chứng là trong thời gian ngắn Chúa đã khai phóng cái lời tiên tri giống như tôi nói. Rồi chúng ta, lý do tôi đưa chúng ta điều này, tôi muốn chỉ cho chúng ta cái nguyên tắc nó như thế này. Khi Chúa đặt một người nào đó để mà chúc phước cho chúng ta,
là bởi vì Chúa kêu người đó ban phước cho chúng ta. Và chúng ban phước lại cho người kia. Và chúng ta cần phải khiêm nhường nhận. Và dù đó chỉ là một số tiền rất là nhỏ. Đối với tôi số tiền mà Chúa đưa, người nào đưa nhỏ hay lớn, đối với tôi biết nó đến từ nơi Chúa. Và tôi không coi là cái người mà đưa tiền nhiều hay đưa tiền ít mà tôi so sánh. Bởi vì họ Chúa dùng người đó đưa cho mình. Và người đó có những khi người đó họ họ khó khăn nhưng mà họ yêu mến mình, họ gửi quà cho mình bởi vì họ yêu mình. Nhưng mà có những khi chúng ta cũng phải tập lắng nghe tiếng Chúa và chúng ta sẽ nói không với những người đưa cho chúng ta những gì đó, và chúng ta cảm thấy rằng cái này như Chúa không có thích được, cái này hình như không phải là đến từ Chúa đó, thì chúng ta tập phải nói không, no với cái này. Nếu không chúng ta sẽ lọt vào cạm bẫy giống như cây vả này, lá bề ngoài rất là xanh, bên trong chẳng có gì cả. Ta xin Chúa giúp chúng ta điều này. Cái quan trọng của chúng ta giữ làm sao chúng ta được đầy dẫy Thánh Chúa, đầy dẫy sự sức giàu và có cái sứ điệp cho người ta. Chứ không phải là hoành tráng, tôi là tiên tri nhưng mà chẳng có gì cả. Đó là điều chúng ta cần có. Cho nên Chúa sẽ rủa xả những người giống như là cây vả này, và chức vụ họ sẽ dần dần khô héo và không còn tồn tại nữa, và còn không còn biết tiếng nữa, nữa. Cho nên ngày hôm nay tôi tin rằng có một điều Chúa đang làm rất là nhiều nơi, và tôi đã thấy cái chuyện này, đang thấy chuyện này xảy ra. Đó là nhiều người tiên tri của Chúa, nhiều tôi tớ Chúa đang bị Chúa tỉa sự. Và văn đoạn 15 trở nên rất là rõ ràng là Chúa Giêsu nói đến rằng cái nhánh nào mà trong ta không kết quả thì cha ta chặt bỏ. Những người tiên tri nào mà trong Chúa mà không kết quả, và những tiên tri mà tìm những cái gì riêng của mình, Chúa chặt bỏ. Còn những người nào mà đã có kết quả rồi hay đang có kết quả rồi thì Chúa sẽ tỉa sữa để ra quả nhiều hơn. Và Chúa sẽ cho những cái thử thách, cho những cái hoạn nạn, cho những cái để cho những cám dỗ đến trên đời sống của chúng ta để chúng ta ra trái trái và trong văn đoạn 15 câu 16 rồi, không phải chúng ta chọn Chúa mà Chúa chọn chúng ta và Ngài sai phái chúng ta để chúng ta đi ra đi và có nhiều thành quả cho Chúa, và trái chúng ta còn tồn tại luôn. Kết quả là gì? Chúa muốn tỉa sữa chúng ta để cái kết quả công việc chức vụ chúng ta lâu dài nó còn tồn tại. Cho nên những sự cám dỗ, những thử thách đến với đời sống của chúng ta, nó là giúp cho chúng ta trong tương lai chúng ta hầu Chúa, và trái chúng ta, bông trái chúng ta, cái những cái công khó chúng ta hầu Chúa nó tồn tại, và chúng ta không ngã trước khi mà chấm dứt cuộc đời của mình. Mà thì ở đoạn 5, 15 câu, ở đoạn 7, câu 15, 16, câu 21, 23. Hãy đề phòng. Hãy đề phòng cái gì? Hãy đề phòng tiên tri giả là những người đội lớp chiên đến với con. Nhưng bên trong là lang sói tham tàn. Như vậy chúng ta phải để ý có những tiên tri đến với chúng ta, họ là sói. Họ nói tiên tri chúng ta, nhưng mà họ thâu tóm những gì từ chúng ta, họ lấy từ nơi chúng ta. Họ nói tiên tri chúng ta một, nhưng mà chúng ta phải chi tiền họ rất là nhiều, và chúng ta phải cẩn thận về những điều này. Các con nhận biết người ta nhờ qua quả của họ. Không phải ai nói với ta là Chúa đều là vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những người làm theo ý muốn của cha ta trên trời. Vào những ngày ấy nhiều người sẽ nói với ta rằng là Chúa chúng con đã nhân danh Ngài nói tiên tri, nhân danh Ngài trừ quỷ, nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ. Nhưng ta sẽ phán cùng họ rằng ta không biết các ngươi, ở những kẻ gian ác, hãy lui ra khỏi ta. Hãy nhớ rằng đây không phải là tiên tri đến từ những cái tôn giáo bên ngoài. Tiên tri giả là đến từ những cơ đốc nhân, và những người này đã từng biết Chúa, đã từng được Chúa sử dụng, nhưng mà sau đó họ trở thành những tiên tri giả. Cho nên cạm bẫy để được thành công, được vinh hiển, có danh vọng, quyền lực,
rất nhiều người ca tụng, tìm kiếm những cái giá trị ảo. À, chúng ta muốn chứng minh, muốn khẳng định cái định vị đời sống của chúng ta. À, Satan đã chiến thắng Adam và tất cả điều này, và Chúa Giêsu cũng đối diện với điều này nữa. Chúng ta nhớ Satan cám dỗ Chúa Giêsu, nó thách thức Chúa Giêsu chứng minh Ngài là con của Đức Chúa Trời trước đám đông bằng nhảy xuống từ trên đền thờ, nhảy xuống rồi nó cám dỗ Chúa Giêsu, nó kêu Chúa Giêsu là tất cả thế gian này là thuộc về nó và hãy quỳ trước nó, và nó sẽ ban cho Ngài tất cả thế gian này. À, cho nên đây là những cái cám dỗ mà chúng ta cần phải tránh thật 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 là xa. Cho nên ma quỷ có thể cài bẫy chúng ta để chúng ta không vâng lời Chúa một cách trọn vẹn, dùng những mánh lưới, dùng thủ đoạn trong chức vụ, giống như là những tiên tri, giống như những chính trị gia, để đạt được thành công, để được có tiếng, được địa vị cao trọng trong hội thánh, trong xã hội. Và nếu chúng ta tìm kiếm sự khen ngợi của con người thì chúng ta có thể sẽ trở thành số muộn, trở thành tiên tri giả, cho nên hãy cẩn thận. Chúa Giêsu nói thế này trong Luca đoạn 6 câu 26: khốn cho các ngươi khi mọi người ca tụng, à, vì tổ phụ họ cũng đã đối xử với các tiên tri giả như thế. Tránh xa điều này. Vậy bài kiểm tra đánh giá cái xu hướng về cái sự kiêu ngạo bao gồm tìm kiếm sự ngợi khen của người khác, những cái danh vọng đời này, về những cái sự xa hoa đời này. À, chúng ta kiểm tra bằng cách nào? Người nào dành thời gian suy nghĩ về bản thân mình hơn là về Chúa, hơn là người khác, hơn là con của Chúa, chúng ta có điều này không? Nếu chúng ta dành thời gian suy nghĩ về mình, làm gì cho mình để được các khen ngợi, làm cho mình được thành công, à, hơn là hướng về Chúa, làm sao sống đẹp lòng Chúa, hơn là suy nghĩ làm sao những người bên ngoài họ cần mình giúp đỡ. Nếu chúng ta có điều này, dấu hiệu xu hướng chúng ta kiêu ngạo, chúng ta hướng về bản thân mình nhiều. Bạn có khiến mình làm trung tâm hầu hết các cuộc trò chuyện không? Nói chuyện với đám đông luôn luôn muốn người ta chú ý đến mình. Bạn có thường so sánh bản thân với người khác, đánh giá đề cao bản thân và phê bình người khác không? À, nếu có điều này có nghĩa là chúng ta có sự kiêu ngạo. À, bạn có tin tưởng vào ngoại hình, trí thông minh, ân tứ, khả năng và sự thành đạt của mình không? À, bạn có khoe với người khác về quà tặng, tài sản cá nhân hay sự thành đạt của gia đình mình không? Đây là dấu hiệu của sự kiêu ngạo. Bạn có nghĩ rằng bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn những người khác không? Lắm khi chúng ta sẽ đấu tiên tri, chúng ta phục vụ Chúa mà chúng ta thấy Chúa không ban cho mình gì khác, mà cái người kia mới vừa bước ra hầu với Chúa chút xíu là được ban phước này kia, chúng ta cảm thấy là mình có so sánh mình với người đó không? Và xin thưa với chúng ta rằng cái này cũng rất là khéo léo, cái gì tôi cũng đã từng trải nghiệm cái điều này. À, mình hầu với Chúa, mình làm cái chuyện này làm cái kia rất là nhiều người, nhưng mà có những người đến sau mình, có những người mình dạy họ, nhỏ hơn họ, và họ dường như họ giỏi hơn mình. À, mình có phê bình không? À, tránh xa cái này. Bạn có theo đuổi các mục tiêu ích kỷ cho mình ngay khi điều đó có nghĩa là làm cho người khác bị tổn thương trong quá trình này? Mình làm để mà lấn áp người khác, để người khác cảm thấy họ, những người xung quanh thấy người kia cái như không có ơn giống như mình. Tránh xa điều này. Bạn hay cãi lẫy về quan điểm hay binh vực cho chính mình không? Bạn có vui mừng khi thấy người khác bị hạ xuống và bực tức khi người khác thành công hơn mình không? Đây là những dấu hiệu của sự kiêu ngạo. Bạn nghĩ rằng Chúa phải hài lòng với bạn vì đời sống của đạo đức hay tin tính của mình hay là những gì chúng ta nói tiên tri không? Có cho rằng danh vọng giàu có sang trọng là điều bạn đáng được có không? Bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn không cần Chúa hay người khác không? Bạn có bao giờ có bao giờ cho rằng nhờ bạn mà người khác được thành công không? À, đây là những dấu hiệu của sự kiêu ngạo. Và làm sao để chúng ta chiến thắng đó? Làm sao? Đây là điều mà chúng ta cần để ý. Chiến thắng về sự kiêu ngạo đó là nhận biết Chúa là ai. Chúa là Đức Chúa Trời, dựng nên chúng ta, đấng tạo dựng tất cả vũ trụ này,
chúng ta chỉ là đất sét, chúng ta chung mà thôi. À, chúng ta chỉ là đầy tớ của Ngài thôi. Và Ngài Chúa sai chúng ta đâu, chúng ta làm được đâu. Những vị trí của chúng ta ở trong Chúa Giêsu, chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta mang lấy hình ảnh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta làm được gì? Cái sự vinh hiển, sự tôn trọng mà chúng ta có được là ở nơi Chúa, không phải nơi chúng ta. Chúng ta không tìm kiếm cái giá trị ảo. Ngày hôm nay tất cả những cái game, tất cả những điều gì đó khiến cho người ta cảm thấy ảo và muốn được các tôn trọng. Muốn được những cái chỗ, những sinh viên trường Kinh Thánh bước ra của số người tìm kiếm những cái nơi nào đó đặc biệt, được tôn trọng, được ngợi khen. Còn những chỗ nào mà người ta chê, học sẽ không có mình. Hãy sống đời sống hạ mình, sống đời sống vâng lời, sống đời sống chiếu sáng ra. Sự sống của chúng ta ở trong mối quan hệ chúng ta với Chúa Giêsu, nó ở bên trong chúng ta, không phải bên ngoài. Do đó cái sự chiếu sáng của chúng ta nó từ bên trong nó chiếu ra, không phải những cái bề ngoài của chúng ta gây ảnh tượng cho mình, gây ấn tượng cho người khác. Cho nên đừng để cho người khác gây ấn tượng. Cám dỗ thứ năm đó là cạm bẫy của dục vọng đời sống xa hoa. Ngày nay có nhiều tiên tri sống rất là xa hoa, chủ trương họ xài đồ hiệu, nhiều nhà biệt thự, tiền mặt, rồi xe mắc tiền, vân vân, có bài riêng. Hồi nãy chúng ta có nói đến một phần của cái điều này. Trong khi chung quanh họ có rất nhiều người đói khổ, và những người dâng hiến cho họ là những bà quá, những phụ nữ không chồng phải nuôi con. Họ là những học sinh, là những gia đình nghèo. Và họ nhận tiền từ nơi những con người này. Và số tiền người, có những người chỉ có số tiền ít ỏi mà nhận được, và trong những số tiền đó họ dùng để mà mua những cái sản phẩm xa xỉ cho mình. Đây là điều rất là, tôi xin nói là nó tệ lắm. Thì chúng ta để ý cái việc này. Ma quỷ có thể cài bẫy cho chúng ta lìa bỏ đức tin để theo cái đời sống xa hoa, những khoái lạc của sắc thịt, những dục vọng mà sứ đồ Giăng đã nói thế này trong Giăng nhất đoạn 2 câu 15 16: đừng yêu thế gian cùng những gì ở trong thế gian. Nếu ai thì yêu thế gian thì tình yêu của Đức Chúa Cha không ở trong người đó. Chúng ta biết không, chúng ta có thể nói tiên tri rất là tốt, nhưng mà chúng ta yêu thế gian hơn là Đức Chúa Trời. Vì mọi sự trong thế gian như là dục vọng của sắc thịt, dục vọng của mắt và kiêu ngạo về cuộc sống vật chất đều không đến từ Đức Chúa Cha nhưng xuất phát từ thế gian. Thì Chúa cho chúng ta nhìn thấy được cái điều này. Thế quyền đoạn 3 câu 15 17. Và lời Chúa quở trách cho hội thánh Laodice: ta biết công việc của con không lạnh cũng không nóng. Ta ước gì con nóng hoặc lạnh hẳn thì hơn. Vì con hăm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sắp nhổ con ra khỏi miệng ta. Vì con nói ta giàu, ta nên giàu có, không cần chi nữa, nhưng con không biết mình cùng khốn, đáng thương, nghèo khổ, đuôi mù và lo lộn. Xin Chúa cho chúng ta thấy được rằng đây là cái lối sống mà rất là nhiều người đang sống ngày hôm nay giống như là hội thánh Laodicea. Và Chúa đang chuẩn bị nhả họ ra, đang mửa họ ra. Và có thể những người ngày hôm nay họ đã bị Chúa nhả ra rồi, nhưng mà họ không biết. Và để làm sao chúng ta sống cái đời sống giống như Chúa muốn chúng ta sống, Phaolô nói trong tâm thứ nhất đoạn 6 câu 6 câu 10 thế này: thật ra lòng tin kính Chúa kèm theo sự thỏa lòng là nguồn lợi lớn. Nó là có lời đó, là nguồn lợi lớn. Tức là cái lòng tin kính Chúa tập thỏa lòng cho mọi hoàn cảnh là nguồn lợi lớn. Vì chúng ta chào đời chẳng mang gì theo, đến khi qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Cho nên một khi đủ ăn, đủ mặc thì hãy thỏa lòng. Những kẻ ham làm giàu thì sa vào trước cám dỗ, mắc vào cạm bẫy của nhiều dục vọng dại dột và tai hại. Chính những dục vọng này đẩy người ta vào cảnh hủy hoại, diệt vong, mê tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác.
cùng những gì cùng cũng vì đeo đuổi tiền bạc mà một số người đã lầm lạc, lìa bỏ đức tin và bản thân họ bị nhiều nỗi đau khổ sâu xé. Rất là rõ ràng cho chúng ta thấy những dục vọng này khiến cho chúng ta không còn yêu mến Chúa nữa. Eva và Adam thì thấy cái trái cây ngon, họ ăn, họ thỏa mãn cái những gì của mắt của họ, thỏa mãn những gì trong lòng của họ, và họ bị cám dỗ, và họ ăn cái trái cây đó, và cuối cùng họ chết, mất đi cái sự sống của Chúa, bị lội khỏi vườn Ê-đen. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa, Chúa Giêsu Ngài là Adam thứ hai, khi đối diện với sự cám dỗ về thức ăn để thỏa mãn cái cơn đói của Ngài trong 40 ngày đó. Nào, Adam và Eva họ ở trong vườn Ê-đen, họ có đủ thứ họ ăn, nhưng họ bị cám dỗ để ăn cái trái cây biết được thiện điều ác, và họ đã phạm tội ăn cái đó. Nhưng mà Chúa Giêsu trong cái sự cám dỗ của Ngài, Ngài đói đến 40 ngày, Ngài kiêng ăn 40 ngày và Ngài đói lả người. Nhưng mà khi mà Chúa Giêsu bị cám dỗ thì Ngài nói gì? Chúa Giêsu nói rằng con người, Kinh Thánh chép con người sống không chỉ nhờ bánh nhưng nhờ mỗi lời phán của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu không để cho cái xác thịt của mình đòi hỏi để mình làm cái điều mà không đẹp lòng Chúa. Chúa Giêsu không để cho cái sự xác thịt đòi hỏi của mình để chứng minh rằng tôi là ta là con của Đức Trời, ta xuống thế gian này, ta xứng đáng để ăn ngon mặc đẹp, tất cả điều này Chúa không có, Giêsu không có cái việc này. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta tránh xa những cái cám dỗ về đời sống xa xỉ, sống phè phỡn. Ở đây Kinh Thánh chúng ta biết rằng cái tội của Sodom thế này, Ê-xê-chiên đoạn 16 câu 49 câu 50: này tội Sodom, em gái ngươi và con gái nhỏ nó là kiêu ngạo, thừa mứa thức ăn, sống phè phỡn nhưng không giúp đỡ những người nàng khốn khổ. Chúng nó kiêu căng và làm điều ghê tởm trước mặt ta, nên ta loại trừ chúng như các người thấy. Như vậy Sodom, ngoài cái việc mà chúng ta nói đến cái chuyện mà phạm tội đồng tính, vân vân những chuyện này đó, nhưng mà một trong cái tội mà Sodom đã phạm mà khiến Chúa loại trừ họ là gì? Ăn uống phè phỡn, không giúp đỡ những người thiếu thốn, những người khốn khổ, những người nghèo nàn. Gia cơ đoạn 5 câu 5: anh chị em đã sống xa xí bê tha trên mặt đất, anh chị em đã nuôi mình mập béo cho Ngài làm thịt. Thấy chưa? Sống xa xí để chuẩn bị để làm thịt, bị làm thịt. Kẻ tham lam gây tranh cãi, nhưng người nào tin cậy Chúa sẽ được thịnh vượng. Những cám dỗ này hình thành những hệ thống tư tưởng sai trật trong đời sống của chúng ta. Tôi hầu Chúa, tôi phải đáng được những cái này, tôi phải đáng được cái kia, tôi phải có cái này, tôi phải có cái kia. Cách đây một số năm về trước, tôi gặp một người này, anh ta được người bạn của tôi khen, anh ta là tiên tri và nó tiên tri rất là tốt, rất là chính xác. Nhưng mà khi gặp anh ta, tôi được nghe anh ta nói rằng mình là người của Chúa, cho nên mình cần phải giàu có. Tôi không ngại cái chuyện đó. Nhưng mà anh ta cho giàu có, anh ta chứng minh cho người khác bằng mua đôi giày 5.000, rồi quần áo rất là đắt tiền, cả chục ngàn. Và đi đến những cái nơi mà giảng, trong đó có những tôi tớ của Chúa, họ gặp khó khăn để tiền để đổ xăng đi học với Chúa, và cho rằng cái điều bài giảng của mình sẽ khích lệ người ta để người ta được như vậy. Xin thưa với chúng ta rằng rất là đáng tiếc, đừng bao giờ để những chuyện này xảy ra trên đời sống của chúng ta. Cho nên cái cám dỗ về về đời sống xa hoa, và xin Chúa giúp cho chúng ta chiến thắng đó. Đây là cạm bẫy rất nguy hiểm. Cho nên để thắng đó, chúng ta sống nhờ lời của Chúa, sống đời sống tin kính, sống đời sống thỏa lòng, không tham lam, tin cậy nơi sự chu cấp của Chúa. Tôi có nghe bài làm chứng của một sư, về một sư Bill Graham, như thế này.
Có một ngày kia có một người, một vị đại gia đến với mục sư Bill Graham và nói rằng: mục sư, bây giờ cái chi phí của chương trình truyền giảng của mục sư là bao nhiêu? Tôi sẽ bao cho mục sư hết cái chương trình này. Và mục sư khỏi cần phải gửi thơ đến rồi cảm ơn rồi rồi nhờ này nọ kia họ giúp đỡ nữa. Mục sư khỏi cần làm thế này. Tôi sẽ bao hết cho mục sư. Ông sư Billy Graham đã trả lời một cái câu nói rất là đặc biệt là thế này: xin lỗi, cảm ơn. Nếu mà tôi gửi nhận từ nơi ông, tôi sẽ nhận được tiền từ nơi ông. Và tôi chỉ nhận được một lời cầu nguyện từ nơi ông thôi. Nhưng mà khi mà tôi gửi thơ đến những người khác và họ gửi tiền cho tôi, trong đó có những người bà quá, trong đó những người lớn tuổi cao niên, những người học sinh, và họ gửi vô tôi 2 ba đồng, 5 ba đồng, nhưng mà tôi có lời cầu nguyện của họ và tôi nhớ cái điều này. Tập đời sống không tham tiền, thỏa lòng những gì mình có, vì Chúa hứa với chúng ta: ta không bao giờ lìa con, chẳng bao giờ bỏ con. Hebrew 13 câu 5. Chúa giúp chúng ta giác thập tự giá theo Chúa, đóng đinh chính mình. Luca 14 câu 26, 27. Nếu ai theo ta mà không ghét cha mẹ, anh chị em mình và chính bản thân mình thì không thể nào làm môn đồ ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không thể làm môn đồ của ta. Là những người được gọi vào một vụ tiên tri và trở thành những nhà tiên tri tương lai, chúng ta phải nhớ rằng chúng ta dắt cái giá mình theo Chúa. Có những lúc chúng ta còn phải ghét những con người mà ý của Chúa nói đây là những cái sự kêu gọi, những cái điều gì mà khiến chúng ta không đi theo hành trình sự kêu gọi của Chúa. Chúa giúp đỡ chúng ta hôm nay qua tất cả những cái 5 điều mà chúng ta vừa nói qua. Và tôi cầu nguyện cho quý vị và tôi để chúng ta xin Chúa bởi ơn thương xót của Chúa trên đời sống của chúng ta. Chúng ta không bị vướng vào trong những điều này. Thông thường những người mà vướng vào trong điều này rất là dễ thường là sự kiêu ngạo trước. Với sự kiêu ngạo dẫn đến chúng ta không lắng nghe lời khuyên của người khác. Sự kiêu ngạo khiến chúng ta nổi loạn, chúng ta ganh tị. Sự kiêu ngạo bởi chúng ta muốn danh vọng quyền lực, muốn có đời sống xa hoa. Nó gốc rễ của nó là cái sự kiêu ngạo. Tập thỏa lòng. Thỏa lòng bởi vì chúng ta biết rằng Chúa yêu chúng ta trước. Chúng ta làm điều gì cho Chúa bởi vì Chúa yêu chúng ta. Và chúng ta mắc nợ tình yêu của Chúa và chúng ta muốn trở thành những người tiên tri, những người phục vụ Chúa trong lãnh vực tiên tri. Và chúng ta muốn đem những lời sự sống của Chúa đến cho người ta. Và chúng ta được Chúa tin tưởng và trao cho chúng ta một sứ mạng đem lời của Ngài, sự sống của Ngài cho những ai đang khô cằn, những ai đang tuyệt vọng, những ai đang trong những cái hoàn cảnh và họ không có một nơi nào để mà đi, không ai báo víu nhau. Amen. Tôi xin phép cầu nguyện. Thưa Cha, chúng con đến với Ngài trong giờ này. Và chúng con nói với Ngài rằng: Cha ơi, chúng con rất yếu đuối. Chúng con vốn chỉ là xác thịt, chúng con vốn chỉ là bụi đất. Nhưng bởi ơn thương xót của Ngài, Ngài đã hà hơi vào chúng con và ban cho chúng con một trở nên loài sanh linh. Bởi sự hy sinh, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu và công việc của Đức Thánh Linh tác động trên đời sống chúng con. Và Ngài cho chúng con được một cái vinh dự, một đặc ân để chúng con được học được Ngài. Và thưa Cha, chúng con nói với Ngài rằng chúng con rất trân trọng cái ơn mà Ngài dành cho chúng con, những ân tứ Ngài ban cho chúng con, những tài năng, những gì mà chúng con có thể làm được, chúng con trân trọng nó. Bởi vì con biết rằng Ngài yêu chúng con và Ngài cũng yêu rất nhiều người xung quanh và Ngài muốn sử dụng chúng con đại diện Ngài để làm những công việc này thay cho Ngài trên đất. Để đem tiếng nói của Ngài, đem tình yêu của Ngài, đem sự chữa lành của Ngài, đem hy vọng từ nơi Ngài cho những người xung quanh. Đó, thưa Cha dấu yêu, xin
thương xót chúng con. Con cầu nguyện giống như bài cầu nguyện chung, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi cả. Xin cho chúng con luôn luôn nhạy bén với những cạm bẫy của ma quỷ đang giăng trước mặt chúng con. Xin cho chúng con năng lực, quyền năng, đặt là ý chí mạnh mẽ để mỗi lần chúng con bị cám dỗ, chúng con nói không với những cám dỗ này. Chúng con khước từ những cám dỗ này và chạy xa khỏi những sự cám dỗ này. Trời ơi, đừng để chúng con thỏa hiệp và nuôi dưỡng sự cám dỗ này và chúng con cho rằng nó không sao. Nhưng cho chúng con dứt khoát chặt đứt nó khỏi đời sống của mình. Cho có cầu nguyện cho những ai chúng con tại đây khi họ nghe sự việc này. Thánh Linh ơi, xin Ngài đến cao trách lòng của tôi tớ Chúa con dân của Ngài. Thánh Linh ơi, xin giúp cho chúng con có thể nói giống như là nhân bất tích rằng tôi phải hạ xuống và Chúa được tôn cao. Xin cho chúng con luôn luôn nhìn thấy được rằng vương quốc của Ngài cần được mở mang và những ai hầu việc Ngài họ là những người bạn, những người đồng công của chúng con. Và chúng con không có một sự so sánh, phê bình, không có một sự ganh tị, ganh ghét ai cả. Nhưng chúng con muốn được rằng Chúa sẽ dấy thêm những người đó hơn nữa, gìn giữ họ khỏi những cám dỗ, khỏi những cạm bẫy, để họ thật sự được ơn trước mặt Chúa và họ phục vụ kết quả cho nhà Ngài. Chúng con vui mừng khi thấy người khác tài giỏi, có ơn hơn chúng con. Chúng con vui mừng vì thấy là Chúa cho chúng con thêm những người đồng công của chúng con trong sự phục vụ Ngài. Ô cha ơi, Chúa có cầu nguyện như này trong danh của Chúa Giêsu Christ Nazareth. Bất cứ ai trong chúng con hôm nay họ đang bị một cám dỗ nào đó đang cầm buộc đời sống của họ, đặc biệt nhất là sự kiêu ngạo, thì cậy quyền năng của Thánh Linh của Chúa trong danh của Chúa, ta phá vỡ, ta đập vỡ tất cả những đồn lũy của sự kiêu ngạo này, ta hạ nó xuống trong danh của Chúa Giêsu. Tất cả tư tưởng nào nổi lên nghịch cùng tư tưởng Đấng Christ, tư tưởng nào nâng cao muốn tôn cao mình lên và hạ người khác xuống, tất cả những tư tưởng ham muốn những dục vọng của thế gian này trong danh Chúa, ta hạ tất cả những tư tưởng này. Và nhân danh Chúa Giêsu, bố lửa thánh của Chúa đến và thiêu đốt tất cả những ý nghĩ này. Và nhân danh Chúa Giêsu, con khai phóng cho đời sống của tôi, con của Chúa là những người khiêm nhường, những người coi người khác như tôn trọng hơn mình, và những người mà muốn có một đời sống, sống một đời sống thỏa lòng, sống đời sống tin kính, đời sống gương mẫu, sống đời sống kính sợ Đức Chúa Trời và lìa xa điều ác. Cảm tạ Ngài. Thế nên nơi con cảm ơn Ngài, công việc của Ngài như này, sức giàu cho chúng con. Những ai chúng con nói rằng, Chúa ơi, con muốn là đồng người đi trong sự kính nhường. Chúa ơi, con muốn bước đi trong sự phục vụ Chúa mà gìn giữ con khỏi những sự cám dỗ này và xin sức dầu cho con. Thì Chúa ơi, con nhân danh Chúa Jesus Christ người Nazareth và bởi quyền năng của Thánh Linh, con cầu nguyện như này, Cha ơi, đây sức dầu. Ngài đã sức dầu cho Chúa Jesus Christ người Nazareth như thế nào để Ngài đi ra và làm những công việc phúc đức để chữa lành, giải phóng những người bị quyền lực của quỷ áp bức, thì giờ này con cầu nguyện sự sức dầu của Ngài, dầu của Ngài rót cho những tôi tớ của Ngài như này, để họ bắt đầu hôm nay họ đi ra và họ sẽ nói tiên tri, họ sẽ khai phóng lời tiên tri, đem đến cái sự sống, đem đến hy vọng, và họ là những người mà Chúa nói lời Chúa là tiên tri dùng để gây dựng, khích lệ và an ủi, là những người gây dựng hội thánh của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Từ hôm nay con cầu nguyện xin Chúa chỉ ra bất cứ những ai đi trong một vụ tiên tri và họ có những động cơ sai lầm. Thánh Linh ơi, con cầu nguyện như này, Ngài cao trách họ, sai thiên sứ Chúa chặn đường họ, những con đường họ đang đi, giống như Ngài đã sai thiên sứ của Ngài chặn đường của Ba Lam thế nào, thì hãy chặn đường những người này, những tôi tớ này của Chúa, và cảnh tỉnh họ và khiến họ quay đầu trở về phục vụ Ngài như thuở ban đầu, như với tâm tình như thuở ban đầu. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah.
Shalabakisi batala. Shulabakalisi shalib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 
dấy lên tôi tớ của Ngài trong thời kỳ cuối cùng. Hãy đổ thần của Ngài trong vỡ lòi xác thịt. Hãy cho chúng con sự khôn ngoan, không còn chỉ nói tiên tri giỏi, nhưng mà chúng con khôn ngoan để trở thành những người tiên tri, những người mang lấy cái một vụ tiên tri trên đời sống chúng con, và sống khôn ngoan, con cảm ơn Ngài, sống khiêm nhường, con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Và những ai chúng con ở trong lĩnh vực này, chúng con đang gặp khó khăn tạp chánh, chúng con thấy có sự thiếu thốn trong đời sống chúng con, nhân danh Chúa Giêsu con cầu nguyện chúc phước cho họ. Ngài đã nuôi tiên tri Eli như thế nào tại khe nước và dưới bánh mà thiên sứ đem đến cho ông, hay Ngài đã nuôi tiên tri Eli qua người đàn bà Sarepta thế nào, thì Chúa ơi, Ngài cũng nuôi tôi tớ của Ngài giống vậy. Cho đến khi thời kỳ thử thách được thử nghiệm được qua đi, con cầu nguyện cho họ thỏa lòng, khỏi lòng cái mana mà Ngài ban cho họ mỗi ngày, cho đến khi sự thử nghiệm trên đời sống họ được vượt qua. Con cảm ơn Ngài, con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúa ơi, cho con cầu nguyện để qua những điều này, Ngài sẽ dấy những tiên tri ở đất nước chúng con lên, và chúng con sẽ có những nhà tiên tri cho Việt Nam chúng con. Nhưng từ những nhà tiên tri Việt Nam thì con sẽ có những nhà tiên tri từ Việt Nam thì con cho thế giới được. Con cảm ơn Chúa. Và chúng con nhà cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen.